Người bạch sư cho con hỏi, một người có căn tánh trội si thì có cách nào để cải thiện không? Người có căn tánh si á, cái biểu hiện là cái họ không có tập trung được và cái khả năng ghi nhớ của họ thì khá là kém. Thì để cải thiện thì không có, nó giống như cái căn tánh này. Sư nói ví dụ như là cái gốc rễ nó như vậy thì nó như vậy thôi. Chỉ có điều là mình cố gắng, cố gắng chứ không không phải là mình làm không có làm được. Tức là mình làm á, nó sẽ khó khăn hơn thôi, nhưng mình vẫn làm bình thường. Ví dụ như chúng ta vẫn học đạo bình thường, vẫn hành thiền bình thường, được, không sao cả. Chẳng qua là căn tánh của mình á, nó làm cho mình trở nên khó khăn. Ví dụ như người ta học một bài kinh trong 3 tháng thì mình học trong 3 năm cũng không sao hết. Quan trọng là mình nỗ lực kiên trì và đừng bỏ cuộc là được.